chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Anh Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 1, nhưng lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, như vậy là Oppo Reno 3 Pro đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có một mặt lưng cực kỳ đẹp, cùng với đó là một thiết kế không còn vây cá mập nữa. So với người tiền nhiệm thì Oppo Reno 3 đã được thay đổi một số chi tiết, đáng kể nhất là sự thiếu vắng camera của vây cá mập. Mặc dù camera vây cá mập là một biểu tượng của dòng Oppo Reno đời đầu, tuy nhiên thì Oppo có lẽ đã đánh đổi lấy sự nguyên khối và độ bền của Reno 3. Màn hình của máy được làm cong tràn hai bên khá là điệu đà. Mặt lưng là điểm nhấn lớn khi nó được làm hiệu ứng gradient chuyển từ xanh sang. Đỏ hồng. Reno 3 Pro sử dụng màn hình AMOLED kích thước là 6,5 inch, độ phân giải là Full HD cộng với tần số quét là 90Hz, tỷ lệ màn hình so với thân máy là 91,1%, 97% gam màu DCI B3 và độ sáng là 800 nit. Chất lượng hiển thị rất tốt, màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng, màu đen sâu, độ nổi khối cao và nhờ tần số quét cao nên độ mượt mà khi phút chạm rất ưng ý. Về thông số của camera thì Oppo Reno 3 Pro sở hữu cảm biến chính Sony IMX 58648MP kết hợp với ống kính góc siêu rộng 8MP 115 độ, ống kính tele 13MP với khả năng zoom lại 5x và ống kính macro 2MP cho phép chụp cận cảnh ở khoảng cách 2,5cm. Với camera selfie độ phân giải là 32MP và Oppo Reno 3 Pro là điện thoại đầu tiên mà Oppo trang bị công nghệ phim chống rung Ultra Steady 2.0. Và điện thoại sử dụng con chip Snapdragon 765G với hai phiên bản 12GB RAM, 256GB ROM, 8GB RAM và 128GB ROM, hỗ trợ 5G và chạy trên giao diện ColorOS 7 dựa trên nền tảng Android 10. Và Oppo Reno 3 Pro cũng được trang bị cảm biến vân tay quang học dưới màn hình. Pin là 4025mAh, sạc nhanh Vogue 4.0 30W. Các bạn mến, theo thông tin từ Sam Mobile thì Samsung Galaxy S20 sẽ có màn hình làm mới là 120Hz. Theo đó thì Galaxy S20 sẽ là thiết bị đầu tiên sở hữu màn hình 120Hz với chipset di động thế hệ tiếp theo là Exynos 990. Chipset này được công bố sẽ hỗ trợ camera 108MP và tốc độ làm mới màn hình lên tới 120Hz. Thiết bị này sẽ được chính thức công bố vào ngày 11 tháng 2 tới đây tại San Francisco cùng với chiếc Samsung Galaxy Fold 2. Năm ngoái thì xu hướng phát triển smartphone chú trọng vào tốc độ làm mới màn hình đã trở nên phổ biến. Ví dụ như OnePlus cung cấp màn hình 90Hz trên OnePlus 7 và OnePlus 7T, Huawei Mate 30 Pro và Acer ROG Phone 2 với màn hình 120Hz, Redmi với X2 Pro và Google với Pixel 4. Các bạn mến, Xiaomi Mi 10 và Xiaomi Mi 10 Pro dự kiến sẽ được lên kệ vào tháng tới đây. Và mới đây thì điểm số AnTuTu của thiết bị này đã xuất hiện với con số lên tới là hơn 560.000 điểm. Hình ảnh rò rỉ cho thấy là Xiaomi Mi 10 có thiết lập cụm 4 camera được đặt dọc theo chiều máy, nằm ở góc trên bên trái của điện thoại. Bên cạnh đó, điện thoại thông minh sở hữu một màn hình đục lỗ, được bao quanh bởi các viền rất mỏng và cả 4 mặt và được tích hợp cảm biến vân tay. Xiaomi Mi 10 Pro có thể đi kèm với màn hình tốc độ làm mới là 120Hz. Hệ thống camera kép của smartphone dự kiến chứa cảm biến chính 108MP, một cảm biến 20MP cùng camera cảm biến là 12 và 5MP. Nó được dự đoán sẽ sở hữu viên pin dung lượng 4500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W. Trong khi Xiaomi Mi 10 có thể được trang bị màn hình tốc độ làm mới là 90Hz, thiết lập camera 64MP, 20MP ultra wide, tele 12MP và camera độ sâu là 5MP, cùng dung lượng pin là 4800mAh, cung cấp khả năng sạc nhanh 30W. Và cũng theo đó, chúng ta có hình ảnh rò rỉ được cho là danh sách AnTuTu của điện thoại thông minh Mi 10 và Mi 10 Pro, tiết lộ rằng điện thoại sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8250 cùng đồ họa Adreno 650, không gì khác ngoài chipset Snapdragon 865 đi kèm với modem X55 5G, thỏa mãn được điều kiện kết nối 5G ở chế độ kép. Chiếc điện thoại này đã ghi được một số điểm đáng chú ý là 560.217 điểm trên bảng chấm điểm của nền tảng AnTuTu. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Anh Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.